Bọn này anh ạ. Bọn này hả? Vâng. Chính đội này nó gạ đá bóng với anh em mình anh ạ. Cái bọn xóm thể thao này á? Vâng. À, nó khinh anh em mình anh ạ. Bây giờ chúng mày muốn đá thế nào? Đá 70-30, thằng nào thua thằng ấy trả tiền nước. À được. Thằng này về bắt gôn. Hình như thằng này trên tuyển về sao ấy mày ạ? Nhìn mặt quen lắm. Yên tâm, này tao gánh. Bắt gôn. Cười anh. Cố lên anh ơi. Này, chạy xuống lên. Ai? Sao bọn này đã ác ấy nhỉ? Đỡ này. Nào vào đây.